chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Chiều nay Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2016, phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những nội dung đáng chú ý sau: Hội cựu chiến binh Đức Hòa tích cực tham gia phong trào ở địa phương, kiến tường xã hội hóa phong trào đền ơn đáp nghĩa. Phần cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giuộc tổ chức họp mặt chức sắc chức việc các tôn giáo dân tộc. Tại buổi họp mặt đã thông tin đến chức sắc chức việc các tôn giáo về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm, đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Dịp này đại diện các tôn giáo cũng phát biểu ý kiến kiến nghị những vấn đề đang quan tâm như tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá cả nông sản bấp bênh chưa ổn định, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai xây dựng còn nhiều bất cập, dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, tội phạm và tệ nạn ma túy có chiều hướng tăng. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc huyện đã chân thành tiếp thu ý kiến của các tôn giáo, đồng thời giải trình một số nội dung có liên quan đến các kiến nghị. Riêng những kiến nghị thuộc ngoài thẩm quyền hứa sẽ đề xuất đến cấp trên để xem xét giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm, Hội cựu chiến binh Đức Hòa xây dựng được 5 căn nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh xã Hòa Khánh Nam và Tân Phú nhằm chia sẻ khó khăn với những gia đình nghèo trên địa bàn huyện. Hội đã vận động được 773 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn để đón Tết Bính Thân đầm ấm nghĩa tình với số tiền trên 190 triệu đồng. Thường trực hội cũng tặng 75 phần quà số tiền 25 triệu đồng cho hội viên cơ sở và dân nghèo. Hội cựu chiến binh tích cực vận động các nhà hảo tâm làm được 2 cây cầu thuộc xã Tân Phú trị giá 300 triệu đồng. Riêng hội cựu chiến binh xã Hữu Thành rải đá 04 làm đường 1 km trị giá 25 triệu đồng, góp phần để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hội tích cực tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, đã cung cấp 8 nguồn tin giúp cho cơ quan công an truy bắt 4 đối tượng trộm cắp tài sản, công chân, tham gia hòa giải được 63 cuộc, trong đó 49 cuộc về các vấn đề tranh chấp đất đai, vay mượn tiền, tệ nạn xã hội, hôn nhân gia đình, gây rối trật tự địa phương. Song song với các hoạt động ở địa phương, đối với công tác chăm lo cho đời sống hội viên, thực hiện các chương trình nghĩa tình đồng đội cũng được chú trọng thông qua phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Từ đầu năm đến nay, huyện hội đã kiểm tra sắp xếp lại 11 tổ 411 hộ với số tiền trên 5,5 triệu đồng. Từ nguồn vốn đó, các hội viên phát huy nguồn vốn vào chăn nuôi sản xuất để ổn định kinh tế gia đình. Điện lực Đức Huệ phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ phát động ấp chăn quá tiết kiệm điện năm 2016 tại ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc. Tại buổi lễ phát động, các bộ nhân viên Điện lực Đức Huệ đã tận tình hướng dẫn cho khách hàng về cách thức sử dụng điện tiết kiệm an toàn và tham gia ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện. Sau thời gian thực hiện từ tháng 7 đến cuối năm, Điện lực Đức Huệ sẽ tổng kết và lựa chọn ra 5 hộ gia đình có tỷ lệ điện tiết kiệm cao nhất trong tổng số hộ đăng ký và một tập thể áp chăn quá tiết kiệm điện cao nhất để trao thưởng nhằm tạo thêm động lực và ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân. Điện lực Đức Huệ cũng tổ chức để phát động chương trình ấp chăn quá tiết kiệm điện đến đông đảo khách hàng sử dụng điện trên địa bàn ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Bắc. Hoạt động này được Điện lực Đức Huệ duy trì thực hiện từ năm 2012 theo hình thức xoay vòng mỗi năm hai ấp khu phố, cho đến nay đã triển khai thực hiện được 10 trên 44 ấp khu phố chăn quá trên địa bàn huyện. Trong năm vừa qua, Điện lực Đức Huệ chọn ấp Khai, xã Bình Thành và ấp Dòi, xã Mỹ Thành Tây để làm điểm phát động với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của 65 khách hàng ở mỗi ấp, tiết kiệm sản lượng điện gần 1.061.187 kWh trên địa bàn huyện Đức Huệ. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Hưng đã cơ bản giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Trung ương giao. Riêng chương trình học sinh sinh viên đạt thấp do thu nợ chưa đến kỳ giải ngân. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt trên 36 tỷ đồng cho 1.680 lượt khách hàng vay, chủ yếu tập trung vào các chương trình như hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, dùng khó khăn, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên. Doanh số thu nợ đạt 28 tỷ 670 triệu đồng, tổng dư nợ đến cuối tháng 6 đạt 186 tỷ đồng với trên 12.000 lượt khách hàng còn dư nợ theo chương trình. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn kịp thời nên nhiều hộ nghèo đã có nguồn vốn sản xuất chăn nuôi vươn lên thoát nghèo và hoàn trả vốn vay đúng hạn. Sau tháng đầu năm đã thu hồi nợ của 894 hộ vay vốn đã thoát nghèo, dư nợ có hạn là 676 triệu đồng, tăng 163 triệu đồng so với đầu năm. Nguyên nhân dẫn đến nợ có hạn tăng cao so với đầu năm chủ yếu do hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh nhưng không hiệu quả do ốm đau bệnh tật. Bên cạnh còn có một số trường hợp hộ vay bỏ địa phương.
học sinh sinh viên ra trường nhưng chưa có việc làm, không có thu nhập để hỗ trợ gia đình trả nợ ngân hàng. Ngoài ra, chất lượng hoạt động của một số tổ tiết kiệm và gia vốn ở một vài nơi chưa đồng đều. Công tác kiện toàn củng cố các tổ tiết kiệm và gia vốn còn chậm, việc lưu hồ sơ chưa đầy đủ. Hiện nay, tình trạng buôn bán giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn diễn ra phổ biến tại các điểm chợ trên địa bàn huyện Bến Lức. Hoạt động buôn bán giết mổ gia cầm tại các điểm chợ diễn ra sôi động nhất là vào buổi sáng. Các điểm bán gia cầm chủ yếu dưới hình thức nhỏ lẻ, người bán thì khẳng định sản phẩm mình bán giết mổ đảm bảo an toàn, thế nhưng mọi giấy tờ, kể cả con dấu lăn của cơ quan thú y đều không có. Chị Lê Thị Hiền, xã Tân Vũ cho biết. Chị cũng hay đi chợ này, khi chị thích ăn gà chị đến đây để mua gà này, rồi chị cũng mượn cái chủ gà này làm luôn. Như vậy là gà nó mới ngon, về mình ăn nói tươi, như gà đây cũng là ta nuôi gà đất. Chị cũng thường khi để biết, rồi mua về ăn không có sợ mà để gà sống hay gà chết bên kia nó nhập qua, giờ là gà đất tại chỗ này nó mới ngon. Trước tình hình trên, trạm thú y huyện Bến Lức chỉ đạo cho cán bộ thú y các xã thị trấn tăng cường phối hợp với lực lượng liên ngành của huyện giám sát chặt tình hình chăn nuôi, buôn bán giết mổ và vận chuyển gia cầm sống trái phép. Ông Trần Trung Dũng, cán bộ thú y xã Tân Vũ cho biết thêm. Hàng năm tỷ lệ tiêm phòng gia cầm của xã đạt trên 80%. Sau khi tiêm phòng xong, chúng tôi cấp giấy chứng nhận tiêm phòng để bà con có cái giấy chứng nhận tiêm phòng để mà buôn bán cho có nguồn gốc cho nó rõ ràng. Rồi đối với những gia cầm mà không có tiêm phòng, chúng tôi kết hợp với ngành thú y của huyện đến tiến hành lập biên bản kiểm tra xử lý theo quy định. Mặc dù công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và H5N1 đã được các cơ quan chức năng huyện Bến Lức triển khai quyết liệt, tuy nhiên chưa phát hiện dịch không có nghĩa là đã yên tâm và cho phép chủ quan trong công tác kiểm tra, kiểm dịch đối với gia cầm, kể cả gia cầm đã qua giết mổ tại các chợ. Riêng đối với người tiêu dùng cũng cần lưu ý, khi sử dụng thịt gia cầm thì sản phẩm phải có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y, không nên sử dụng những sản phẩm thịt gia cầm được bày bán mà không có dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ thị xã đến các xã phường và tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã thường xuyên quan tâm, thể hiện trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trên địa bàn thị xã có 74 mẹ Việt Nam anh hùng, hiện có 2 mẹ còn sống và có trên 750 gia đình đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng. Trong 6 tháng đầu năm, thị xã đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 178 triệu đồng. Năm qua, thông qua hoạt động về nguồn tại xã Thành Hưng, đã có 15 căn nhà tình nghĩa xây mới và sửa chữa được bàn giao cho các gia đình chính sách và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí vận động thực hiện trên 500 triệu đồng. Trong năm nay, Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường tiếp tục phát động và tập trung thực hiện các hoạt động về nguồn tại xã Tuyên Thành. Theo đó, tập trung xây tặng 7 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở và hỗ trợ kinh phí sửa chữa 12 căn đã bị xuống cấp. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 căn nhà tình nghĩa xây mới và 5 căn sửa chữa đều đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Kinh phí thực hiện trên 300 triệu đồng từ nguồn huy động của hoạt động về nguồn được các tổ chức cá nhân trong và ngoài thị xã chung tay đóng góp hỗ trợ. Với những việc làm thiết thực, nghĩa tình đã góp phần giúp cho các đối tượng chính sách và người có công có cuộc sống ổn định hơn. Bà Võ Thị Sinh và bà Võ Thị Phương, ấp Bắc Trang 2, xã Tuyên Thành, thị xã Kiến Tường cho biết. Căn nhà được căn nhà khang trang vậy là tôi mừng lắm rồi. Xã ấp cũng quan tâm trong chính sách nên mình có tiền mới có làm gì được vậy. Tôi cũng mừng lắm. Sửa được căn nhà vậy là cũng rất là vui chứ một lần thì ấy nó cũng dột con vài con cảnh gia đình vậy thì gia đình toàn thể anh em cơ quan này kia cũng đóng góp trong gia đình vậy. Rồi rất là cảm ơn. Điểm nổi bật trong việc quy động sức mạnh của toàn xã hội thông qua hoạt động về nguồn đền ơn đáp nghĩa của thị xã Kiến Tường là đã được nhiều doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương nhiệt tình hỗ trợ. Anh Nguyễn Kim Nam, cán bộ lao động thương binh và xã hội, xã Tuyên Thành, thị xã Kiến Tường cho biết. Năm 2016 thì xã Tuyên Thạnh thì được ban tổ chức về nguồn của thị xã Kiến Tường chọn làm xã điểm về nguồn cũng như là tiến tới về đích nông thôn mới. Thì theo đó là các công trình phúc lợi cũng như là chăm lo quà cho các đối tượng chính sách hộ nghèo. Thì bên cạnh đó là hỗ trợ cho được 19 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Đến nay thì đã hoàn thành xong và đoàn cũng đã tiến hành nghiệm thu là được 9 căn nhà tình nghĩa. Thì cũng nhân dịp 27 tháng 7 tới thì nhân ngày thương binh liệt sĩ thì lãnh đạo địa phương cũng tập trung chăm lo chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho các hộ gia đình chính sách. Việc thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã đem lại hiệu quả thiết thực.
Đây là minh chứng sinh động nhất, một lần nữa khẳng định, thị xã Kiến Tường đã tập hợp được sức mạnh to lớn của cả cộng đồng trong việc xã hội hóa, phong trào, đền ơn đáp nghĩa, và cũng khẳng định rằng phong trào này sẽ không ngừng được phát huy nhân rộng trong thời gian tới. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin trong nước và thế giới. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đều đạt mức tăng trưởng mạnh cả về sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa, đã dẫn đến doanh thu hợp nhất ước đạt 36.789 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.598 tỷ đồng. Đánh giá thị trường vận tải hàng không tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ trên cả thị trường quốc tế và nội địa. Phía Vietnam Airlines dẫn ra con số tính chung 6 tháng đầu năm 2016. Tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam đạt trên 23,6 triệu lượt khách, trong đó thị trường quốc tế tăng 16,3%, thị trường nội địa tăng 36,6%. Trong bối cảnh môi trường sản xuất kinh doanh dự báo có nhiều yếu tố bất lợi như giá nhiên liệu tăng nhanh ở mức cao hơn giá kế hoạch của Vietnam Airlines, ảnh hưởng của sự kiện Brexit, khủng bố thế giới, tổng công ty tiếp tục triển khai các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị để hoàn thành các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. Theo kết quả kiểm toán năm 2015 về lĩnh vực chi thường xuyên vừa được kiểm toán nhà nước cho biết, thực tế có tình trạng một số địa phương hụt ngân sách cấp tỉnh hoặc ngân sách cấp huyện nhưng không thực hiện rà soát các giảm nhiệm vụ chi. Đơn cử cho tình trạng này là thành phố Cần Thơ, tỉnh Quảng Nam, Hậu Giang, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Phú Yên. Đặc biệt, theo đánh giá, tình trạng sử dụng sai nguồn kinh phí xảy ra ở nhiều địa phương được kiểm toán. Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị 21 trên 50 tỉnh thành phố được kiểm toán bố trí hoàn trả nguồn 1.608 tỷ đồng. Trong số này, một số địa phương phải bố trí nguồn hoàn trả lớn như tỉnh An Giang 563 tỷ đồng, Vĩnh Long 297 tỷ đồng, Thanh Hóa 289 tỷ đồng, Hưng Yên 109 tỷ đồng. Thậm chí, báo cáo của kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra việc trong điều hành ngân sách còn sử dụng 107,8 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, nguồn cải cách tiền lương, nguồn bổ sung có mục tiêu để bổ sung chi thường xuyên sai quy định hoặc để bù hụt thu không đúng quy định. Cuba lên tiếng phản đối ý định của một số nghị sĩ Mỹ cản trở việc mở các tuyến bay thẳng giữa hai quốc gia này, dẫn lý do quan ngại về điều kiện an toàn tại các sân bay của Cuba. Chủ tịch Ủy ban An toàn vận tải Hạ viện Mỹ John Casco đã đệ trình một dự luật yêu cầu tạm hoãn việc khai trương các chuyến bay thẳng cho tới khi cơ quan này có văn bản chứng nhận điều kiện an toàn tại các sân bay Cuba. Trước đó, trong một phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ hồi tháng 5, ông Casco cho biết có quan hệ nghiệp vụ tốt đẹp với Viện Hàng không Dân dụng Cuba ICAA trong nhiều năm và luôn nhận được mọi câu trả lời từ đối tác này liên quan tới các vấn đề an toàn và an ninh. Tuy nhiên, quan chức này phàn nàn vì không được cấp thị thực nhập cảnh vào Cuba để tiến hành kiểm tra điều kiện của các sân bay nước này. Về phần mình, các quan chức ICAA của Cuba khẳng định các sân bay nước này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về an toàn và đây chính là một âm mưu nhằm cản trở người Mỹ tới Cuba. Một nghiên cứu mới công bố cho thấy mỗi ngày uống một viên thuốc PrEP có thể loại trừ được nguy cơ bị nhiễm HIV sau khi quan hệ tình dục với người bị nhiễm căn bệnh chết người này. Nghiên cứu này đang gây được sự chú ý tại Hội nghị quốc tế về phòng chống HIV/AIDS lần thứ 21 diễn ra ở Nam Phi. Theo một nghiên cứu trình bày tại hội nghị, những người uống mỗi ngày một viên thuốc kháng virus HIV có tên gọi là PrEP, thường là loại thuốc mà những bệnh nhân nhiễm HIV hay uống, có tỷ lệ bị lây nhiễm HIV rất thấp. Hơn 1.000 cặp đôi tại Kenya và Uganda đã tham gia cuộc thử nghiệm kéo dài 2 năm, trong đó một trong hai người đã nhiễm HIV. Kết quả cho thấy, nếu dùng thuốc PrEP thì tỷ lệ lây nhiễm đã giảm tới 97%. Cho đến nay, 7 nước đã chấp thuận cho dùng PrEP và việc sử dụng PrEP đang ngày một gia tăng tại Mỹ trong các nhóm có nguy cơ cao. Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế vừa thông báo đã phát hiện một hành tinh lùn mới nằm trong hệ mặt trời. Khám phá này có thể góp phần hỗ trợ cho công cuộc tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về hệ mặt trời. Hành tinh mới được Hiệp hội Thiên văn học quốc tế gọi là RR245, quay quanh mặt trời 700 năm một lần và có đường kính bằng 1/3 sao Diêm Dương. Thiên thể bị loại bỏ khỏi danh sách các hành tinh đích thực trong hệ mặt trời và bị giáng xuống thành hành tinh lùn hồi năm 2006. Đội nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện RR245 hồi tháng 2 vừa qua sau khi xem xét các hình ảnh được kính thiên văn chụp lại như một phần trong chương trình khảo sát nguồn gốc của phần ngoài hệ mặt trời. Các nhà nghiên cứu nhận định những khám phá này cho thấy sao Diêm Dương còn có nhiều anh em trong vũ trụ và chúng là những mảnh ghép trong lịch sử hình thành hệ mặt trời.
Giờ đó là chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.